thì bà ghét mua bán luôn. Vâng, để tiếp tục mừng lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm 2024, Lê Tuấn tiếp tục trên con đường đi tìm cái cũ người ta về làm cái mới cho các bác. Và hôm nay đây, trước mặt các bác đã xuất hiện em Belarus 80 đời 86. Đời 86, 80 đời 86 các bác nhá. Đấy, còn em này này, 82 đời 88, hai cầu em đã giới thiệu rồi. Và nằm bên em này là em này của một chủ gia đình. Đây ông chủ đây, rất trẻ. Ông hai cái, bây giờ ông không làm nữa. Đấy, và hai cái này của một gia đình, bây giờ người ta giải nghệ, người ta bán hết cho các bác từ chảo cho đến xe. Thì em báo giá cho các bác chiếc xe này là 85 triệu, có kèm theo một dàn chảo 6. Xe này đang riêng nguyên nhá. Em nói các bác xe 80, à, đời 86, đấy như vậy. Rồi chưa lại bất cứ nào, nhưng cái độ kém mà từ cũng có cabin đầy đủ các bác nhá. Bô biết cabin thì rất đẹp, đừng quên là kiến thì mất. Nhưng cái vỏ thì mòn, vỏ mòn. Đấy, và vỏ trước thì đang còn rất ngon. Và có 8 quả tạ, 8 quả tạ. Xe này em báo giá các bác nhiều loại rồi, đúng không ạ? 85 triệu, còn thứ lượng một chút. Thứ hai nữa tặng cho một dàn chảo. Đó, thì em đã giải nghệ chiếc xe này. Thì hai cầu em đã tiếp tục giải nghệ tiếp cái này. Đấy, và tí nữa có xe bà gác nữa, bác nào dùng thì em đã review cho các bác. Em mong các bác chuyển đổi. Nếu như ai, anh em bạn bè trong gia đình đang cần tìm dòng Belarus các bác nhá, mà dòng xe này cũng như em vừa giới thiệu đấy, thì các bác giới thiệu điện thoại cho em 0394 326 198, em dẫn các bác đi gặp chủ là mua thôi các bác nhá, chứ không cần qua ai, cũng không Lê Tuấn không kê lên và cũng không ai xuống, gặp chủ là mua. Và thông qua hôm nay thì chủ nhà bán rất nhiều chảo nhá, chảo 6, chảo 7 và dàn khoan rất nhiều, cho nên giải thể thì chủ nhà bán hết đấy. Và cuối cùng em đi vào chi tiết thì nổ máy luôn. Ok rồi, các bác cùng em bắt đầu để cùng chủ vào phòng có cắt tô mát các bác nhá. Đấy, vặn mát lên là ok, là đồ. Đấy, bắt đầu chủ nhà vào phòng máy. Đấy, bật máy lạnh. Hết bình. Để lâu quá hết bình các bác. Được rồi, thôi bây giờ thế này tạm thời là thôi ok. Chủ nhà vẫn nói là vẫn nổ bình thường, nhưng mà để thì bình hết. Đúng các bác? Mọi khi thì chúng ta thông cảm, biết là mỗi khi mà xe để lâu á thì hết bình. Rồi, giờ bác nào có tâm á, thì hãy điện thoại cho em và em dẫn các bác đến là đổ là ok. Có lấy 85 triệu của dàn chảo 6 các bác nhá. Đấy, ok này. Giờ em cùng các bác đi này. Đấy, thì đây, các bác này dò gà này. Nhà sơ bộ qua các bác. Đấy. Đấy. Đầy đủ, đề, điếc, bình, bọc. Vỏ trước. Đấy. Vỏ trước là 8, 25, 20. Rồi vỏ sau là vẫn là 18 430 các bác nhé. Vẫn là hàng xịn sò và đẳng cấp. Riêng mỗi một là dòng xe thì nó khác biệt. Vỏ sau nữa. À. Mới mua cặp vỏ sau nữa. À, mua cặp vỏ sau nữa. Đó, đây sao này kìa. Cặp vỏ này à? Ừ, mới mua luôn. Mới mua cặp nữa, à, hai cặp. Tức là chủ nhà mua để xài, nhưng bây giờ bán nó bán hết luôn. Đấy. Các bác soi xét cho kỹ cùng em nha. Đấy. Trong lúc vui lễ, các bác tranh thủ nhậu nhạt xong rồi hôm nay chủ nhật thì các bác về, các bác xem video này. Và các bác cái alo cho em 0394 326 198. Chỗ này nó hơi nhỉ một tí không sao quá nhá. Chỉ chết lại thôi, hở phớt thôi. Xe nào cũng đi. Xe nào cũng hở phớt thì chết thôi, rất bình thường. Đấy. Rồi. Đấy. Rồi cabin đầy đủ các bác nhá. Rồi. Cái này 80 ạ, 80 đời 86. Rồi từ từ, đây. Rồi đây các bạn, đây. 85 triệu kèm theo dàn chảo 6. Đấy. Hình thức thì các bác nhìn từ xa, đúng không ạ? Đấy. Có 8 quả tạ để cho nặng đầu. Nói với dòng Belarus này á, điều khiển các bác. Đấy, là phải... Mới quá. Đấy, rất chi là đè xuống trước như thế này. Rồi. Đấy. Các bác biết sớm được video này thì các bác hãy điện thoại cho em và gặp chủ. Bởi vì cái vỏ này thì nó cũng chỉ còn có 50% thôi các bác nhé. Nó chỉ còn như vậy thôi, không còn nhiều. Đấy, so với vỏ kia thì vỏ kia ngon, còn vỏ này thì đã xuống cấp. Đấy.
và nguyên một cặp kiếm rin và đoàn gánh và một quả rin nguyên hai thùng dầu đang nguyên để em nó. Đấy, và nói chung nói về dòng xe này thì nhiều bác rất thích. Trên kênh của em thì nhiều bác cũng đang còn rất cần dòng xe này. Đấy. Đâu, à, cặp vỏ đó biết rồi. Cặp vỏ trước của xe này có nhá. Đấy, cặp vỏ này thì có bị sơ mi một miếng đây này. Nhưng không sao. Đấy. Rồi các bác cứ thương lượng gặp chủ là các bác thương lượng. Cũng không vấn đề gì. Dễ mà, một khi em nói các bác nào có tiền thì mua hai cái luôn một lúc thì ra ông chủ ông vẫn ok luôn bởi vì giá mềm cho các bác luôn. Đấy, rồi thanh lý một số chảo ở đây, rất nhiều chảo ở này. Nhiều chảo, bác nhá. Đấy. Rồi. Bây giờ không biết cái máy em tại sao nó vào đều tối quá. Giờ cứ xuống. Thôi được em, được, không cần. Rồi, ok, vậy là em đã báo giá xong cho bác con em ở Mỹ Nhất. Đấy, này, và đã báo giá xong rồi 85 triệu cái đàn chảo các bác nha. Đấy, và nếu bác nào mà lấy hai con một lúc thì chủ nhà giảm sâu cho các bác luôn. Đấy, và các bác nào lấy từng con một thì tùy, chủ nhà vẫn bán hết. Của cả chảo, cả khoan, chảo ba, chảo bảy, có hết. Và cuối cùng thì em chúc các bác một kỳ nghỉ lễ, đúng không ạ? Hôm nay chủ nhật, ngày mai ngày mốt nghỉ hai ngày nữa rất thoải mái bên gia đình, vui vẻ hạnh phúc bên anh em. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn, hẹn các bác video sau.